Chúng con xin kính chào sư ạ. Xin lỗi vô trễ. Không phải trễ mà cái mạng này nó bị xấu, nó cứ quay qua. À, thấy ông Kiên già ha, tóc dài, tóc bạc. Không phải cạo sư. Ok, bữa nay chúng ta học về bảy pháp bất thối. Nhân tóc cũng lại. Dạ. Dạ. Nhân đang cạo thì cái tông lên nó hết điện đó sư. Bởi vậy. Không nó hết điện thì mình sạc mình tiếp, chứ còn mình sợ mà nó không đỡ hư mới mệt. À, mình tu hành cũng vậy đó, có nhiều khi mình sợ mình không sợ hết pin, mà sợ máy hư á, máy hư là hết tu, chứ còn mà hết pin thì mình sạc. Rồi. Bữa nay mình học về bảy pháp bất thối. Cái chuyện bất thối ở đây á là dịch theo cái nội dung, tức là chứ còn cái Đức Phật á, Đức Phật ngày gọi tên á, gọi tên mấy cái pháp này á, là ngày gọi bằng cái tên gọi là có một cái tên nữa, có cái tên gọi là Saraniya, tức nghĩa là những pháp cần phải nhớ. Nhưng mà ở đây nó cũng còn có cái chữ nữa gọi là Parihaniya, tức nghĩa là những pháp bất thối. Parihani ở đây, Parihani này nó có nghĩa là tiêu tán, tan rã, hư hao, băng hoại. Mà aparihani có nghĩa là không có hư hao, không băng hoại, có nghĩa là được củng cố, được vững bền. Thì cái duyên sự của cái loạt pháp bất thối này nè, được bắt đầu từ một cái ngày mà Thế Tôn sắp viên tịch. Thì lúc đó vua Xà Thế muốn cất quân đi đánh một cái xứ ngoài, một cái xứ láng giềng, mà vua đó thì tin Phật lắm, tin Phật tin đến mức mà chuyện gì cũng nghĩ là Phật có thể giúp mình hết, kể cả cái chuyện mà đánh nắm chiến tranh. Thì vua muốn cất quân đi đánh mà không biết là thành hay bại, cho nên vua mới cử hai ông đại thần, ông là Sunitha và ông Vasaka đó, Sunitha và Vasaka đó, hay ông đến thì ông cũng đoán biết là Thế Tôn sẽ không bao giờ mà tác động chiến tranh, mà ít ra ông muốn ngài nói một cái gì đó mà mang cái tính gợi ý. Thì khi hai ông đến thì hỏi Thế Tôn, thì Đức Phật đương nhiên là ngài không có làm hai chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất là không có khích lệ chiến tranh, đó là chuyện chắc chắn rồi. Mà chuyện thứ hai đó là ngài cũng không có cản, bởi vì cản như vậy có nghĩa là ngài gián tiếp chịu trách nhiệm cái sự tồn vong chính trị của thế tục. Ngài không muốn là đứng ra chịu trách nhiệm cái chuyện đất nước người ta, ngay cả như ông sư mình, chuyện nhỏ nhỏ thôi là vợ chồng nó gây nhau, mình vô nó hỏi ý mình cũng phải rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận, bởi vì cái ý kiến mình nó hơi nghiêng về phía bà vợ đó thì vậy, mà nghiêng về phía ông chồng thì cũng vậy. Cho nên nó là ngay cả khi mà người ta hỏi ý một vị tu sĩ, một vị sư về cái gia đạo đó, thì mình phải cẩn thận mình nói làm sao đó, mà chỉ có giúp thôi chứ không có phải. Điều thứ hai là mình luôn luôn phải tỉnh táo để đặt mình ra ngoài cuộc, đừng bao giờ mà nổi hứng bất tử mà chen vô để mà gánh một phần trách nhiệm ở cái chuyện nhà người ta, đó rất là bậy. Đây là bài học rất là lớn nha. Giúp được thì giúp, nhưng mà đặc biệt là luôn luôn giúp trong cái vị thế của người ngoài cuộc 100%. Đừng bao giờ mà góp ý này nọ mà để rồi chính mình là ít nhiều trung một cách gọi là gián tiếp hay trực tiếp mà để gánh một phần trách nhiệm trong chuyện nhà người ta, đó rất là bậy nha, bậy lắm. Vậy lắm. Ở đây cũng vậy, khi mà Đức Phật được hỏi cái ý kiến về cái chuyện nên đánh hay không, cái sự láng giềng đấy, thì Đức Phật không trả lời, mà ngài hỏi ngài Anan. Ngài Anan có nghe cái dân chúng của xứ Vát Chi đấy, cái xứ mà A Xà Thế tính đánh đó, Anan có nghe cái dân chúng đó họ có những cái đặc điểm sinh hoạt và tổ chức như sao hay không, thì bắt đầu ngài mới kể ra là quý vị coi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì ngày nay ngày mới nói Bạch Thế Tôn, không có nghe, không có nghe dân Bát Chi họ có những đặc điểm đó, ví dụ như họ luôn luôn đoàn kết, họ đoàn kết,
họ thường xuyên gọi là hội họp, nhưng mà hội họp một cách có kết quả, chứ không phải hội cái quẩn quẩn là các đại biểu tập trung rồi cứ đưa ông lên đọc bài, nhìn giấy, đọc giấy một cái tờ giấy xong rồi cả đám vỗ tay cái dắt nhau đi nhậu, thì cái đó không có, cái đó thời đó không có, cái trong cái vụ mà đi họp rồi vỗ tay cứ con cử tên lên đọc cái tờ giấy viết sẵn á, đọc xong rồi cái đám vỗ tay rần cái dắt nhau đi nhậu rồi bầu thơ, cứ phân biệt ví dụ như đại biểu rồi trong những nhân vật đặc biệt thì có một đứa bầu thơ rồi đi nhậu rồi xong, cái giống bá chi là cái kiểu đó là mất nước. Bởi chi là không, họ thường xuyên tụ họp nhưng mà để gọi là bàn soạn những cái chuyện cấp thiết của đất nước, cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần chỉnh sửa, cái mặt nào là yếu, cái mặt nào mạnh. Đấy. Và họ tôn trọng những cái gì thuộc, những gì hay ho thuộc về truyền thống, không có bài vẽ những cái mà nó mang cái tính thời sự nhất thời, ví dụ như vậy. Thì ngày nay nó Bạch Thế Tôn cũng có nghe, con có nghe người Bá Chi họ như vậy, để dân chúng Bá Chi là để họ được như vậy thì nhiều lắm. Thì hai ông đại thần sứ giả đó, nghe vậy xong cũng về ông tâu với vua, ông nói Thế Tôn không có trả lời, Thế Tôn chỉ hỏi như Tôn giả A Nan vậy, Tôn giả A Nan trả lời như vậy thì vua sẽ thấy hiểu rồi một đất nước mà nó đang ngon lành như vậy đó. Đang ngon lành như vậy đó, quân dân một lòng, triều giả thống nhất thì khó đánh lắm. Thôi để một dịp khác đi. Không hiểu nhầm như vậy. Và chúng ta cũng biết là trong sử Việt Nam có cái ông Nguyễn Bính Khiêm đó, thì chỉ là tỉnh hỏi từ thứ pháp tôi cũng kể cũng như vậy. Có là chúa Nguyễn Hoàng đó, mà muốn bỏ miền Bắc, muốn rời chúa Trịnh để đi chỗ khác, chứ biết họ chưa biết đi đâu, thì mới cho người tới hỏi ý Nguyễn Bính Khiêm. Nguyễn Bính Khiêm cũng không có trực tiếp trả lời, mà lúc ông đang chăm sóc một cái hòn giả sơn, có một cái bầy kiến nó đang bò trên hòn giả sơn. Giả sơn nghĩa là núi giả, thì ông mới chỉ tay lên đó, ông nói là Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân. Hoành Sơn là dãy núi ngang, nhất đái vạn đại dung thân, một dãy núi nằm ngang thì có thể làm chốn dung thân muôn đời. Chứ nói vậy thì sứ giả của chú Nguyễn nghe như vậy, về tàu của chú Nguyễn, thì chú Nguyễn mới tìm cách vào để mà thuyết phục chú Trịnh. Lúc đó chú Trịnh là đang nắm quyền binh ở ngoài miền Bắc. Ngoài đó có lúc đó có ba thế lực, đó là vua Lê, chú Nguyễn, chú Trịnh. Thì lúc đó chú Trịnh hà hiếp bị vua Lê lấn át cả chú Nguyễn, thì chú Nguyễn mới xin được đi vào Nam để mà khai khẩn. Mà thật ra mục đích ông là ông rời xa chú Trịnh và ông vào đất Thuận Hóa, tức là Huế bây giờ đó. Chữ Huế là đọc trại từ chữ Huế là từ chữ Hóa đó, đọc từ dụng chạm nó là Huế là Hóa, là Thuận Hóa, Thanh Hóa đi vào gặp Thuận Hóa. Thì Hoành Sơn đây tức là cái dãy núi mà đèo ngang Hải Vân rồi đó. Thì ông chỉ nghe câu đó là ông về, ông biết đường thì ông rút. Ở đây cũng vậy, thì khi vua sẽ thế nghe như vậy nó thì vua hiểu là Thế Tôn này nhắc chừng cho mình là không có nên động binh lúc này. Và khi vua đi rồi đó thì Đức Phật mới gọi chư tăng ngày này các tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các ngươi là những cái điều tâm niệm quan trọng mà chúng tỳ kheo nếu y cứ đúng như vậy đó thì cái tăng đoàn sẽ được hưng thịnh, không có bị tan rã ngay cả khi Thế Tôn không còn nữa. Thì ngài lần lượt ngài giảng một loạt các pháp bất thối, ngài chia thành từng nhóm vấn đề, có nhóm thì 7, có nhóm thì 6, các vị sẽ lần lượt được nghe qua. Mà sáng nay, trưa nay thì chúng ta học 7 cái pháp bất thối đầu tiên, mà mình liếc mắt vào đó thì mình cứ ngỡ rằng nó dễ hiểu và mình nghĩ mình hiểu rồi, nhưng mà nó sâu lắm chứ không phải nó đơn giản như vậy đâu. Để ngài dạy rằng đây là những cái pháp bất, những cái điều tâm niệm cực kỳ quan trọng, tối quan trọng, mà chúng tỳ kheo bất cứ nơi chốn và thời đại nào, trong hoàn cảnh nào thì cũng phải ghi nhớ để mà giữ lại được ngọn lửa tăng đoàn, tiếp tục là truyền đăng tụng diệm, gìn giữ cái mạng mạch tông môn đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác, không có để cho nó bị đứt mạch. Này, nó quan trọng như vậy đó. Mễ ngày nào tăng già còn, tăng đoàn còn, thì đó tam bảo còn được biết đến trong cái cõi thế gian này, và khi ấy thì chúng sinh được vô vàn lợi lạc. Nói như vậy có nghĩa rằng là 7 cái điều tâm niệm này đó,
là bảy cái điều cần phải khắc cốt ghi tâm ở mỗi tỷ kheo, nhưng mà đồng thời nó cũng là cái quyền lợi cho nhân thiên, nó lợi ích cho nhân thiên. Chứ mặc dù mỗi tỷ kheo phải tâm niệm, đúng tâm niệm và hành trì, đúng, nhưng mà mỗi cái tỷ kheo mà ghi nhớ được bảy cái điều tâm niệm này nè, thì vì nó đã đem lại một cái lợi lạc lớn cho bản thân, về cho tăng đoàn và cho nhân thiên. Và đương nhiên là lợi ích đó thì không có nhỏ, không có nhỏ. Để lấy đầu tiên cái điều tâm niệm đầu tiên là này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo thường xuyên hợp mặt, liên tục hợp mặt thì chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh. Hợp mặt đây là sao? Ở đây phải làm ơn nhớ kỹ chỗ này. Tu là phải viễn ly, phải là độc cư. Nhưng mà thường xuyên hợp mặt là sao? Có nghĩa là viễn ly vẫn là độc cư, nhưng mà viễn ly ở đây nó không có nghĩa là bỏ hết đại chúng mà đi, mà viễn ly ở đây là tâm viễn ly, thân viễn ly. Thân viễn ly là ở mình, ở cái chỗ xa xôi khuất nẻo hẻo lắm hoành hiu, đó gọi là thân viễn ly. Nhưng mà cái tâm viễn ly là cái tâm không có bị say đắm chạy theo năm trần, đó gọi là tâm viễn ly nha. Thì như vậy thì dầu cho viễn ly, dầu cho độc cư độc hành, nhưng mà các vị tỳ kheo hễ có dịp là phải hợp mặt nhau để nhắc nhở, đó là một cái điều lợi lạc cho bản thân, cho tăng đoàn và cho chúng sinh. Là vì sao? Vì chỉ trừ ra vị la hán, trừ ra vị thánh la hán thì tất cả chúng sinh còn lại đều rất cần đến cái sự gia trì của đại chúng. Tôi nhắc lại, chỉ trừ ra vị la hán là cái vị đó hoàn tất cái đạo nghiệp, không còn chuyện gì phải làm nữa, không? Chứ còn mà coi như là tất cả chúng sinh còn lại đấy, đều rất cần đến cái sự gia trì của thầy bạn, rất là quan trọng. Tất cả nha, tất cả đều cần đến sự hỗ trì của thầy bạn. Có nghĩa là mình có cái gì cần thêm, cần bớt, cần chỉnh sửa đó, thì chính những cuộc họp mặt đó, đó thì tăng chúng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là người cư sĩ cũng rất cần đến những cuộc họp mặt như vậy đó, họp mặt trong cái tinh thần của Phật Pháp, như Đức Thế Tôn nhiều lần và rất nhiều lần, thậm chí là vô số lần. Khi Ngài gặp chư tỳ kheo mà ngồi họp mặt với nhau, Ngài dạy thế này: thì này các tỳ kheo, mụ tỳ kheo mà xuất gia trong cái giáo pháp này, khi họp mặt nhau chỉ có hai việc để làm thôi. Một là đàm luận giáo lý, hai là thiền định. Mà cái từ của Ngài, Ngài dùng đó là sự im lặng của Bậc Thánh, tức là thiền, cùng nhau thiền định, cùng nhau đàm luận Phật Pháp. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, người Mỹ họ có cái chữ gọi là cái chữ discussion và cái chữ argument. Argument này có nghĩa là tranh luận, còn cái discussion này nghĩa là đàm luận. Mà mình thì mình không thích đàm luận, mà mình thích tranh luận. Mà cái hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Argument nó có nghĩa là tranh luận. Tranh luận nó khác cái đàm luận ở chỗ là nó đi tìm ngôi ai đúng, ai phải. Ai, chứ ai, who is right. Ai đúng, ai phải. Còn cái discussion là trò chuyện để tìm coi cái gì phải, cái gì đúng. Còn cái tranh luận là tìm coi ai phải, ai đúng. Hai cái này nó khác nhau nhiều. Để trong những cuộc họp mặt đó là đàm luận, phải tranh luận, đàm luận để xem cái gì là đúng, cái gì là phải. Còn hễ mà họp mặt nhau để mà tranh luận thì để xác định đứa nào đúng, đứa nào phải, mà như vậy là sai rồi, không? Có cái cá nhân nó lọt vô nó sai rồi, nó sai rồi, không? Cho nên cái chuyện đầu tiên là phải thường xuyên họp mặt cái gì? Một là cùng nhau im lặng thiền định, hai là cùng nhau đàm luận, chứ không phải tranh luận. Nhớ nha, đàm luận là để tìm coi cái gì đúng, cái gì phải, còn tranh luận là để xem coi ai đúng, ai phải. Rồi, cái này rất là quan trọng. Và nhiều lần mà rất nhiều lần tôi nói, cái đầu của phàm phu mình ấy, nó giống như cái ao vậy đó. Ao nó có hai trường hợp, cái ao thông suốt và cái ao tù đọng. Cái ao thông suốt là cái ao mà có nước ra nước vào, còn cái ao tù đọng là cái ao mà không có nước ra nước vào. Mà cái đầu phàm phu mình ấy, thì nó giống như cái ao vậy đó. Nó cũng có hai trường hợp, có cái trường hợp tù động và có trường hợp thông suốt. Tù động có nghĩa là nó cứ có nhiều đó, nó cứ giữ hoài, nó không có ra, không có vào hết. Thì cái đó là các vị biết ao tù nước động, là các vị biết cái màu, cái mùi của nó là phải nhìn khá rồi. Màu, mùi và chất lượng không khác. Nhưng mà cái ao mà nó thông suốt ấy, nó có nước ra nước vào thì mình thấy cái màu, cái mùi nó ok. Màu là trong vắt, trong xanh, trong khe, trong suốt. Mà cái vị nó là ok, ngọt, cũng được. Mùi, màu,
là ok, vị ok. Vậy cái đầu mình cũng vậy đó. Và vô là phải có trao đổi, phải có trao đổi. Nói ra cái mình biết và nạp vô cái mình chưa biết. Nói ra cái mình thông và nạp vào cái mình chưa thông. Đó là cái đầu thông suốt. Cho nên cái cuộc họp mặt đó là nó phải giúp cho cái ao tâm tâm linh của mình nó được thông suốt. Chứ còn mà nếu không có sự tiếp xúc, không có sự gia trì của đại chúng thì mình sẽ ao tù nước động. Cái gì nó rất là quan trọng. Chứ đừng cứ nghĩ rằng mình là giới trong sạch rồi thiền định giỏi, giáo lý giỏi, không, mình có tiếng tâm, mình có uy tín, mình có bla 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 rồi mình không cần cái sự mà tiếp sức hà hơi của thầy bạn là sai. Chỉ có la hán mới không cần, chỉ có la hán mới không cần, chứ còn ngoài la hán ra đều cần hết, cần hết. Và đương nhiên ngoại trừ la hán mà các tầng thánh thấp mà ta cần mà cần không có nhiều bằng mình, còn mình phàm phu là mình cần tới 200%, mình không cần tới 200%, có nghĩa là có càng nhiều càng tốt. Đó là cái đầu tiên, là đó là cái điều kiện tất yếu, cấp thiết, tất yếu và cấp thiết cho cái gọi là sức mạnh của bản thân mỗi người tu học, và cũng là sức mạnh của tăng đoàn. Đấy, là cái chuyện thường xuyên hội họp. Và cái thứ hai nữa là khi nào chúng tỳ kheo và tu họp trong ý niệm đoàn kết, giải tán được ý niệm đoàn kết và cùng làm việc trong ý niệm đoàn kết, cái này rất là quan trọng. Vì trong kinh Phật dạy rất rõ, đệ tử của ngài đấy, trong cái đêm mà ngài sắp thành đạo ấy, ngài nằm mơ ngài thấy. Lúc đó ngài còn Bồ Tát nha, với Phật là không có tên nằm chim bao, la hán không có chim bao. Trong cái đêm mà ngài sắp thành đạo, ngài nằm thấy năm điềm đại mộng, trong đó có cái điềm rất là đặc biệt. Nghe thấy có mấy con chim từ bốn hướng, bốn phương trời bay đến, nó rớt cái chân ngài. Mà mỗi một cái đám đoàn chim, một bầy chim từ mỗi hướng nó về, mỗi con, mỗi một nhóm nó mang một cái màu lông khác nhau, xanh vàng đỏ trắng. Nhưng mà khi mà về rớt cái chân ngài thì tất thảy đều thành màu trắng hết. Thì vì sao này, khi ngài thành Phật ấy, thì ngài mới giải thích đó là cái điềm báo. Sau này là người từ muôn phương, các lương gia nam tử, nam tử Hán đại trượng phu từ bốn phương trời, vì cái lòng tin Thế Tôn thiện thệ mà về tu học dưới cảnh đạo vàng của ngài. Và dầu là có nhiều cha người tướng xứ, nhưng mà khi về rồi thì trở thành là nước biển hết, nước từ muôn sông mà đổ về đại dương đều được gọi là nước biển hết, và cùng nhau hướng đến cái quả vị giải thoát giống nhau hết. Đây là dĩ nhiên nó đang nói đến vị chân tăng thôi nha, chân tăng chân tu. Thì lúc bây giờ là màu cờ sắc áo, màu da, tiếng nói, xuất thân, tất cả là bỏ hết, tất cả những dị biệt râu ria bỏ hết, tất cả đều trở về làm thích tử, làm sa môn, làm tỳ kheo, làm con Phật như nhau hết. Rồi như nhau hết, cái điềm báo như vậy. Và cái gì đã làm nên cái sự là hợp nhất đó của tăng đoàn? Cái gì? Cái gì làm nên sự hợp nhất đó? Cái gì mà nó trở thành một cái nguồn năng lượng xóa nhòa tất cả những dị biệt của các tỳ kheo? Vốn là người từ muôn phương, vốn là con nhiều cha, vốn là người xuất thân từ nhiều hoàn cảnh. Cái gì? Đó chính là hai điều: tri kiến và giới hạnh. Nhớ nha, tri kiến và giới hạnh. Và với hai thứ này nó mới làm nên một cái đặc điểm, làm nên cái đặc điểm của tăng đoàn, đó là hòa hợp và thanh tịnh. Cùng nhau hòa hợp để mà thanh tịnh, làm cái đức tính của tăng đoàn đó, hòa hợp và thanh tịnh. Và để có được cái hòa hợp thanh tịnh đó thì đại chúng tỳ kheo, như tôi nói, dù xuất thân từ bao nhiêu hoàn cảnh đi nữa, dù xuất thân từ bao nhiêu chủng tộc khác biệt, bao nhiêu về ngôn ngữ, về tập quán sinh hoạt ấy, thì khi mà đã mặc áo tỳ kheo rồi thì bắt buộc phải có hai cái điểm tương đồng, mà từ đó anh em trở thành một nhà. Mà còn ghê hơn là anh em một cha một mẹ, bởi vì anh em một cha một mẹ thường khi, chứ không phải là nhiều khi mà là thường khi còn có dị biệt. Nhưng mà nếu những vị tỳ kheo mà tương đồng hai điểm này thì dầu đó là một ông sư Do Thái ngồi kết với ông sư người Nhật, ông sư Thái, ông sư Lào, ông sư Việt Nam thì ngồi lại giống nhau như chàng, đó là tương đồng về giới luật và tri kiến. Giới luật có nghĩa là tỳ kheo có bao nhiêu giới thì ông này giữ giới gì ông kia biết,
ông này phạm ông kia biết, nhìn cái cách ông này làm bị kia biết ông kia phạm, nhìn cái đời sống biết ông kia trong sạch, là giới lực, đó là cái hòa hợp về giới lực. Cứ nghe là giới tôi như thế nào thì giới của sư như vậy, và sư làm như vậy là sư phạm, tôi làm như vậy là tôi phạm sư biết, và sư phạm tôi biết. Và dầu chúng ta không có thể nói chuyện với nhau, anh nói tiếng Nhật, anh nói tiếng Do Thái, nhưng khi bắt vô làm lễ, hai vị tỳ kheo vẫn có thể sám hối với nhau được bằng ngôn ngữ Pali. Và vị này nhìn vị kia làm cái chuyện đó, biết ông phạm cái tội gì, và ông kia cũng nhìn mình biết mình phạm tội gì cũng biết. Đó là sự tương đồng về giới luật. Tương đồng về tri kiến là sao? Là biết rất rõ, biết rất rõ thế nào là duyên sinh, 24 duyên, 12 duyên sinh, 24 duyên nghệ, biết rõ thế nào là 37 bộ đề phần, biết rõ cái nội dung đại lược căn bản của kinh luật và A Tỳ Đàm, biết rõ pháp học, pháp hành. Pháp học là gồm có 9 phần giáo pháp, và pháp hành biết rõ nó gồm có 2 phần chỉ và quán. Đây được gọi là, đây được gọi là tương đồng về tri kiến. Tức là vị này mở miệng ra là vị kia biết vị này sắp nói cái gì, kể cả những cái đề tài mà mình chưa từng nghĩ tới, nhưng mà nghe ông mở miệng là biết ông sắp nói cái gì, và biết ông sẽ không có leo ra khỏi cái căn bản của giáo lý. Ví dụ nhưng mà một nhóm tỳ kheo đang ngồi, có người tới hỏi về chữ hiếu, thì trong đó có một vị được anh em chỉ định thuyết giảng về chữ hiếu, thì nếu mà đó là một cái tăng đoàn mà gọi là hòa hợp về tri kiến, về quan điểm giáo lý, thì chỉ cần nghe ông kia mở miệng ra biết ông sắp nói cái gì về chữ hiếu. Bởi vì sao? Vì một góc ra mà. Rồi có người hỏi mình về cái chuyện mà hồi hướng là cúng dường, thì ông này cũng vừa mở miệng ra, cái môi cũng vừa mắt mo máy ra là bạn bè anh em ngồi kia là biết chả sắp nói cái gì đó. Đó là tương đồng về tri kiến đó. Chứ còn không tương đồng là sao? Không tương đồng tức là mỗi cha nói một kiểu, không có một cái cứ điểm chung, không có một cái điểm tựa chung trong cái nhận thức giáo lý, thì cái đó là không được xem là đoàn kết trong cái tri kiến. Và một khi không có tương đồng với nhau trong cái giới luật và quan điểm tri kiến thì sao? Thì không thể nào làm được cái điều thứ hai này, đó là hội hợp trong cái ý niệm đoàn kết. Đấy, giải tán trong ý niệm đoàn kết và làm việc trong ý niệm đoàn kết, vì thiếu hai cái điểm tương đồng này. Đấy, đôi khi nó bằng mặt mà không bằng lòng, kẹt thì phải ráp vô nhau, nhưng mà trong đầu mỗi cha đó, mỗi cha có một kiểu tu khác nhau, và cái nhận thức giáo lý của mỗi cha có một kiểu khác nhau, là cái giới hạnh và quan điểm nhận thức khác nhau, cho nên kẹt thì cũng đắp y rồi vô cũng ngồi cũng ê a, nhưng mà cha này lườm cha kia và cha này không đồng ý với quan điểm cha kia. Cho nên mạt pháp là gì? Mạt pháp là một, tăng chúng không có chịu ngồi lại để làm việc chung; hai là có vì hoàn cảnh mà ngồi lại thì vẫn là đồng sàng dị mộng, thì đó được xem là mạt pháp, đó được xem là tăng đoàn đã bị băng hoại và tan rã rồi nha. Nhớ cái đó. Cho nên ở đây cái điều thứ hai đó, cái điều thứ nhất là thường xuyên tụ họp, mà chưa có điều thứ hai mới ghê, đó là cái ý niệm đoàn kết. Số một là thường xuyên tụ họp trên hình thức, nhưng mà cái thứ hai là cái ý niệm đoàn kết về nội dung. Đây là cái pháp báo thứ hai. Ý niệm đoàn kết về nội dung, có được cái đoàn kết đó đó đấy, thì anh em mới có thể gọi là gặp nhau trong ý niệm, làm việc trong ý niệm hợp nhất, và lát nữa xong việc chia tay cũng trong ý niệm hợp nhất. Tất cả là nước và sữa, tất cả là nước biển trong một đại dương lớn, là đảo vàng của Thế Tôn. Đấy, còn đằng này là sinh hoạt, đấy, pháp tu, đấy, quan điểm nhận thức, đấy, không giống nhau. Trên danh nghĩa có thể gọi là tỳ kheo, trên danh nghĩa gọi là tăng đoàn, trên danh nghĩa là thầy bạn, nhưng mà thực chất là về nội dung là đã gọi là người đầu sông kẻ cuối sông, đã là ngưu lang chức nữ. Đấy, nhớ cái đó. Và như vậy cái tình trạng này được xem là đại họa cho nhân thiên, là chính là cái sự mạt pháp, chính là cái sự thiệt thòi cho nhân thiên bà cội nhé. Và tiếp theo đó là này, khi nào chứ kêu không ban hành thêm những giới luật chưa ban hành và sống đúng với những gì đã được ban hành, thì đó chúng tỳ kheo sẽ được tỉnh, không bị suy giảm.
cái này nếu mà bà con chỉ liếc mắt qua trên mặt giấy bà con đã hiểu rồi, nhìn là biết rồi, không trâu bò gì mà không hiểu. Nhưng mà không, không có đơn giản như vậy đâu. Tôi hỏi thiệt nha, có ai mà ghen sư ơi mạng bị yếu rồi chứ. Mình mà dám chế thêm cái giới không có. Sư ơi, có ai dám công khai mà bỏ bớt những lời cái giới mà đã. Sư ra để mà sư vào lại rồi anh Kiên. Mạng yếu á anh Kiên. Vui ơi, chuẩn bị Vui nhắc lại cho sư cái khúc mà hồi nãy á, sư nghe Vui nha. Không biết Vui nói được không? Alo, các vị nghe chưa? Dạ, tôi có nghe lại được rồi ạ. À. Nhưng mà các vị đã nghe tới đâu rồi? Vậy là nãy giờ tôi nói có mình tôi hả trời? Dạ không có, mới rớt tôi mới một phút gì đó hả bạch sư. Tại vì nói tới phần mà không ban hành những gì chưa được ban hành cái mục thứ ba đó. Dạ rồi. Và không bỏ những gì đã được ban hành. Dạ rồi. Dạ, cái đó hay. Dạ, cảm ơn. Thì cái này nó nghĩa là gì? Tôi nói là cái việc giật mình. Mình bây giờ là một cách lặng lẽ không chính thức. Mình bây giờ đó, tăng đoàn bây giờ là một cách lặng lẽ không chính thức. Chúng ta đã âm thầm nâng cái lệ nó lên lên một cái chiều cao mới và đặt nó ở vị trí hơn cả luật này. Mình nên nhớ cái luật lệ, phép vua thua lệ làng. Thì mình bây giờ đó là dễ, rất là dễ bị mắc vào cái gọi là lệ hơn là luật lệ là sao? Có nghĩa là những quy định ở một cái địa phương nào đó của một cái nhóm này, của một cái nhóm nào đó, của một cái nhóm chư tăng ở cái địa phương nào đó, của một cá nhân, ví dụ như mình là một cao tăng, mình là một trụ trì, hoặc là mình là một nhóm tỷ kheo ở một nơi nào đó, thường rất dễ mắc vào cái này, rất là dễ. Mà tôi sẽ đơn cử một vài trường hợp các bạn mới thấy việc mình là thí dụ như ở trong cái này, nó hơi nội bộ tăng chút một chút, cho nên tôi chỉ nói mé mé thôi chứ còn nói nhiều rồi bà con không. Ví dụ như ở trong luật quy định là buổi đầu chư tăng là không có cái sima. Sima nghĩa là sao? Sima là một cái miếng đất mà được chư tăng đồng thuận với nhau, đó là cái chỗ họp mặt để thực hiện các cái buổi tăng sự. Tăng sự là gì? Tăng sự ví dụ như là sám hối, là trao truyền đại giới, hay là xử phạt một tỷ kheo phạm tội, thí dụ vậy, nó gọi là tăng sự, không? Hoặc là đề cử, suy cử một vị nào đó vào một cái nhiệm vụ nào đó, thì tất cả những cái việc đó được gọi là tăng sự. Và buổi đầu thì chư tăng không có được, chưa được chứ phải không được mà chưa được. Thế tôi nói đến cái khái niệm gọi là sima, từ cái chỗ kiết giới đó, chỗ mà anh em tập trung. Cho nên có nhiều khi có một miếng đất rộng 10 mẫu người ta cúng, thì cứ nhóm A thì ngồi ở góc này làm hợp nhau làm chuyện gì đó, là nhóm B ngồi ở góc kia, nhóm C, nhóm F, nhóm N, nhóm M, cứ mỗi nhóm nằm rời ra. Thì Đức Thế Tôn ngài thấy như vậy, ngài thấy không tốt, ngài thấy như vậy là không tốt. Cho nên ngài mới ban hành một cái quy định, đó là chúng tỳ kheo nên có một chỗ gọi là sima. Đấy, có nghĩa là chính chư tăng cùng nhau đồng thuận xác định đây trên cái miếng đất 10 mẫu này nè, một là cả 10 mẫu, hai là một chỗ nào, một phần đất, một diện tích nhỏ nào đó trên cái 10 mẫu này chính là cái chỗ mà anh em huynh đệ cùng nhau thực hiện một cái tăng sự. Mà khi đã có một tăng sự đang thực hiện ở đó thì không có vị nào ở bên ngoài cái miếng đất, bên ngoài cái cương giới sima đó hết. Như vậy là chia rẽ.
muốn cái gì thì cùng nhau làm xong việc này rồi tiếp làm tiếp việc kia. Ví dụ như bây giờ sáng nay xử phạt một vị tỳ kheo phải không, rồi cũng phải vô trong miếng đất ngồi chung, rồi xong rồi bây giờ có 3-4 ông giới tử ở muốn thọ đại giới rồi lâu vô đây cũng nghe vô cái nền này nè làm. Rồi lát sau bây giờ chị tăng cử vị tỳ kheo nào đó để làm cái trách nhiệm gì đó trong tăng đoàn thì cũng lâu cái vụ đó đem vô trong miếng đất này, cái miếng hồi nãy mình mới làm hai chuyện kia đó, chuyện xử phạt và cái chuyện tội giới đó, rồi đem vô đây tiếp tục, cũng là cái gì cũng trên miếng đất đó thôi. Đó là lý do bắt buộc chư tăng phải ngồi lại với nhau, chứ không có người nhóm thập nhị sứ quân làm được này. Và cái chuyện này nó rất là đơn giản, có nghĩa là chư tăng họp mặt với nhau và cử ra một vị vấn, một vị đáp. Vấn là sao? Vị đó hỏi, đứng trong cái vai trò hỏi. Đây là cuộc đất mà chư tăng sẽ làm cái cương giới Sima. Xin hỏi cái ranh giới phía đông của cái miếng đất này nè, nó giáp với cái gì? Vị kia trả lời bằng tiếng Pali, nó giáp với gò mối, con đường, ngọn núi, hồ nước. Rồi hướng nam, hướng bắc, nó giáp với cái gì? Vị kia trả lời, không, trả lời xong. Thì kể từ đó về sau, ở bốn góc của miếng đất đó được gọi là đặt xuống một cái landmark bằng đá. Tại sao đá? Là bởi vì cho nên đá thì nó bền, nó hư. Thì theo trong luật quy định là nó phải nặng. Nó phải nặng là phải là tính theo cái đơn vị Pali thì nó khoảng tương đương với 60 kg. Nó thì bất kỳ là 60 cân, 60 kg, mà bốn góc để làm dấu mốc, làm cái landmark đời sau, cứ mình cứ căn cứ vô đó, biết đây là cái chỗ mà mỗi lần anh em mà muốn làm tăng sự là vô đây làm, cái chỗ được gọi là cái cương giới Sima, chỉ vậy thôi. Nhưng mà đó là luật là nguyên thủy, nó đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là người ta cúng như miếng đất và chư tăng hợp mặt với nhau 8 vị, 15 vị, 20 vị gì đó, không? Mà ít nhất là phải là 6 vị, có nghĩa là 4 vị chứng minh và 2 vị vấn đáp để xác định ở đây miếng đất này ranh đông tây nam bắc giáp với cái gì sao. Mà bây giờ người ta bài càng lúc bài thêm, mà nó có những cái chỗ bài bằng tiếng Thái, bài bằng tiếng Pali nữa chứ, Pali, Thái, Kiến, Tích, Lào, Campuchia. Ở bài là bây giờ khi mà miếng đất như vậy đó là phải cắt dây điện, là mình thấy cắt dây điện là biết không có, tôi biết không có trong thời Đức Phật làm có dây điện, không cắt dây điện rồi mấy cái nhánh cây mà gieo vô phải cắt hết để gì miếng đất nó hoàn toàn độc lập, rồi chứ đang cùng nhau mà tụng cái tuyên ngôn mà xác định cái Sima, thì cái đó là rõ ràng đó là lệ chứ không phải là luật. Đấy. Rồi nhưng mà một lần mà làm mà Sima như vậy phải đốn đứt như cây né biết bao nhiêu nhắm chà gạt tụi lắm, đó là nếu mà tính theo nguyên thủy lại là sai, nhưng mà người nay thì họ lại thành rồi. Chưa kể bà con bây giờ ở bốn cái góc, thay vì ta thả liền trà xuống bốn cục đá là xong không, không biết ai nó đi tuyên truyền là lễ Sima này ý nghĩa quan trọng ghê gớm lắm. Bây giờ bà con mới tháo nhẫn, tháo cái bông tai dây chuyền cà rá xuyến liền với cúng rồi có phước, rồi có người không có thì liền tiền mặt xuống bốn hố nào hố nấy dòng vàng tiền bạc không nội, mà cái đó là đã phạm luật rồi. Phạm luật thì chưa hết còn vụ này nữa, biết căn chỉ ngũ sắc căn chung quanh này, và không biết ai đó tuyên truyền nói cái chỉ này nó linh lắm. Đấy, cái gì chỉ này là chữa được cái chứng dạ đè, nít khóc đêm, rồi người lớn giật mình bị depression, bị stress, rồi cái này là tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ gia đỡ bình yên định viên như ý, bla 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 bla. Thế là bao nhiêu kẻ cầu trực để mà chờ xin được một khúc nó về, đeo cổ, đeo ngón tay, đeo cổ tay, đeo tùm lum hết. Đó là nó tà rồi, thấy cái mùi nó hơi tanh tanh rồi. Chứ nguyên thủy nó không có cái đó. Nguyên thủy là 6 vị tỳ kheo trong sạch đứng ở đó hỏi đáp với nhau, xác định cương giới, rồi từ đây về sau tăng đoàn sẽ làm việc ở đây nha, đã xịt no more, không còn gì nữa hết. Còn này là mình làm tâm lum hết. Mà bây giờ ai không làm giống như vậy bèn bị xem là sai, khổ vậy đó. Bây giờ ai mà không làm y chang vậy, không đào lỗ, không luyện tiền, không căng dây ngũ sắc, cái đó gọi là sai. Phải làm cho giống, phải làm cho giống mới được người ta gọi là đúng. Đấy, đó là chế cái mới, là chế chỗ đó. Có nghĩa là không có dám đem cuốn kinh ra viết thêm 2-3 dòng để dám, nhưng mà chế miệng, chế thêm, chế riết thì nó ra banh chậm như vậy. Mà cái bị tưởng tượng đó là tôi chỉ đơn cử một vài cái thôi, nó còn động trời nữa. Ví dụ như tiền, mình nói không được giữ tiền, mà đôi khi mình đi đâu mình dắt kè một cái thằng cha cái bí giá, rồi nó cúng cho mình nói thôi con sư cũng nhận tiền, mới chỉ hoàng cha cái giá anh trả nhận xong cái tối nhảy vô cho báo cáo, hôm nay cúng được 2.000 đô đã.
nếu mà cái lòng anh vô can vô cảm không, với tiền anh dục cha đó thì anh không nhận, còn không anh nó chưa tôi cho địa chỉ anh nói cúng cái chùa đó, cúng cái vị đó đang bị bệnh, cúng cái vị đó đang làm cái gì đó, tôi mới nhận. Không, mà nếu thật sự mình là người thiểu dục, mình cũng không có cần la làng cho người ta biết là mình không giữ tiền, mà cách là sao hạn chế định đi giữ lẻ. Đằng này lẻ nào mình cũng trường cái mặt mình ra rồi mình la làng giữa đám đông là thương giữ tiền. Đó là cái bẫy thứ nhất. Cái bẫy khi mình nói như vậy là mình giết chết mấy ông sư nhận tiền rồi, mấy ông mà nhận mấy ông thua mình à. Cái bẫy thứ hai là mình không nhận mà mình đưa cho cái ông cha nội cấp cái giá nhỏ nhận, rồi từ nó về nó báo cáo mình, rồi hàng nó đi em vô nhà băng nó đi mua xích đó. Rồi nó đem cái receipt về nó báo cho biết là bây giờ nhà băng mình có 2.8 tỷ, đâu có bị nghĩ về chuyện nổi. Cái đó là sai luật mà cứ tưởng là đúng. Mình phải vô can vô cảm, không có biết gì về tiền bạc hết, cái đó mới đúng không? Đó là những cái mà lệ chứ không phải là luật. Đó là mình chế thêm. Đằng này là mình muốn nhận cái gì là mình không dám thò tay, mà mình đưa lính mình ra nó nhận. Cái đó là sai nha. Đó là chế cái mới đó, chế cái mới. Và bỏ bớt cái cũ là sao? Tức là nội là 227 giới thì khen là đã giữ lòi con mắt rồi, không? Không cần phải thêm cái mới. Mà trong khi mà mình cứ tập trung mấy cái mới chế đó là coi chắc chắn là mấy cái cũ phải bỏ bớt. Các vị nhớ trong các vị học vật lý, các vị nhớ cái quy luật Archimedes không? Tức là hễ mà mình một trong một cái bồn nước mà mình nhảy vô thì cái trọng lượng của mình nó sẽ choáng chỗ cái dung lượng nước, nó phải trào ra. Hễ mình nặng 50 kg thì cái dung lượng mình bao nhiêu thì mình nhào vô thì cái lượng nước nó tương đương cơ thể mình, nó phải trào ra. Khi mà cái đầu mình cứ chạy theo cái lực mới là cái lực cũ nó phải bị ói ra, nó bị ói dứt khoát, bị ói. Bởi vì khi mình tập trung vô cái lực mới đó là cái lực cũ mình phải bỏ bớt chắc chắn, bởi vì những cái đó nó mâu thuẫn với nhau mà. Ví dụ như nãy giờ tôi nói cái vụ mà Sima rồi cái vụ giữ tiền như thế, vụ Sima giữ tiền mà chưa kể còn bao nhiêu chuyện nó rối rắm. Cái vụ cả thiên đá này, cái thiên đá ngày xưa nó sạch lắm, nó sạch mà nó đẹp, nó sang, có nghĩa là tỳ kheo không có giữ y dư. Ngoài cái y trên người bị rất nhiều lên lắm, giữ được một cái y gọi là parikara chivara, y phụ tùng thôi, cái y xe cua đó, như giữ phòng ấy. Còn mình bây giờ mình ráng không giữ thì tốt nói, mình hỏi mình muốn giữ đó. Mình chỉ trên người mình có một bộ, mình đôi khi đó mình có cái kho mình chứa 800 bộ trọng, rồi cái mình khoán một điện tử mình đặt cái tên nó là cấp bí giá, nó giữ giùm ai cũng nhiều cũng nhận hết, mà phải nhận xong mình đem phân phát cho mấy cái vị nghèo, không nói giữ luôn. À, trong khi nó cái tiếng nát cứ năm nào cũng nhận vô giữ cho mình một núi, à, cái đó không có nên, cái đó là sai, không? Cho nên khi mà mình tập trung như cái mới là cái cũ mình giữ không nổi nữa. Thế là trong cái pháp bất thối thứ ba này nè, không có chế cái mới và tập trung giữ cái cũ và cứ theo đó mà sống. Khi nào tăng đoàn làm được như vậy đó thì tăng đoàn mới được hưng thịnh. Còn đằng này là chế lệ mà giảm luật, lực Archimedes mà, à, hả lệ nó tăng rồi lực nó giảm thôi. Cái là chuyện đường nghiền, cái đó là cái đường nghiền rồi, không? Nguyên tắc làm đẹp và nguyên tắc giữ sức khỏe nó cũng chỉ là thêm và bớt. Mình muốn làm cái mặt mình nó đẹp vậy đó, lấy ra cái gì không cần thiết và thêm vào cái gì cần thiết. Sức khỏe cũng vậy. Sức khỏe là gì? Sức khỏe là bỏ đi cái cần bỏ và bổ sung cái cần, cái đang thiếu, đó gọi là sức khỏe, không? Còn sức khỏe mình nó có vấn đề, mình bị bệnh là sao? Bệnh có nghĩa là thiếu cái này dư cái kia và trục trặc cái nọ đó, sức khỏe. Và muốn làm đẹp vậy, muốn làm đẹp là cái mặt móc mình á, cái chỗ nào cần lắp thì lắp, cái nào cần thẻo thì mà thẻo, cái nào cần đắp thì đắp, cái nào cần căng thì căng, cái nào cần chỉnh sửa thì đó là chỉnh sửa, thì cái đó mới làm cho đẹp, phải không? Thì đời sống tâm linh y chang như vậy đó. Có nghĩa là hãy có thêm thì phải có bớt thêm, chứ không thôi chứa hết chỗ nào chứa, thêm cái cần thêm, bớt cái cần bớt, đó gọi là tu. Còn đằng này á, hễ mà thêm cái không cần thiết thì phải mất đi cái cần thiết. Như là một chuyên gia shopaholism, tức là chuyên gia shopping, cái câu này tôi hay nói, ông nói các bạn, mà đặc biệt là các bạn nữ, mỗi lần đi shopping nên niệm cái câu này, niệm bước ra khỏi nhà đọc cái câu thần chú này rồi bắt đầu mới đi shopping. Ghê vậy đó, có câu thần chú. Khi ta bỏ ra một số tiền cho thứ không cần thiết thì ta lúc đó đã làm mất đi số tiền cho cái cần thiết. Cứ đọc cái câu đó, bắt đầu vô cái shopping center, cứ luôn luôn đọc câu đó. Khi ta bỏ ra một số tiền cho thứ không cần thiết thì có nghĩa là ta đang làm mất đi cái số tiền của cái thứ cần thiết, cho cái thứ cần thiết. Ở đây cũng vậy, cứ thêm vô cái không đáng, không cần thiết thì có nghĩa là tự nó mất đi cái cần thiết, là chỉ đương nhiên như vậy đó.
Đấy. Và tiếp theo là khi nào chúng tỷ kheo gọi là tôn sùng kính lễ các vị tỷ kheo tôn túc, cái này rất là quan trọng. Một cái vị tăng thọ tỷ kheo rồi lên bậc tăng thọ, tức là mới tu đó, lên bậc nữa đó là thượng tọa tỷ kheo. Cái chữ này tôi cũng mượn tạm dụng thôi nha, chỉ còn ở trong trong kinh Nguyên Thủy thì không có cái vụ mà thượng tọa, mình nói trong đó chỉ có tăng thọ, trung thọ và kỳ cựu trưởng lão, trong đó gọi là náo qua các phi khú, là thê ra phi khú, gọi là mách xăm mà các phi khú. Trung thọ nghĩa là từ 10 hạ trở lên, còn tăng thọ là dưới 5 hạ gọi là tăng thọ, mà từ 5 hạ mà lên tới hơn 10 hạ thì được gọi là trung thọ, còn trên từ 20 đến lên thì gọi là ma thê ra hoặc là thê ra, nhớ nha. Thì từ tăng thọ đó lên, lúc nào dầu, tôi nhắc lại lần nữa, dầu mình có giỏi bằng trời, ví dụ như ngài Pajutto, các vị cứ biết là ngày Visuddhisara, tức là ngày tỉnh giác, ngày bay Việt Nam kêu là ngày bay, lúc ngày mất là ngày 80 đó, mà ngày ở bên Thái mấy chục năm trời đó, mà cứ ngày cứ thi Pali mà cứ rớt hoài, ngày rớt, người ta lớp 9 là maximum, mà ngày cứ lớp 8 ngày qua không được. Nhưng mà chính Chư Tăng Thái Lan biết là ngày giỏi bằng 8 cái ông lớp 9, 8 ngày giỏi bằng 8 cái ông cao đẳng cộng lại. Nhưng mà tại vì cứ vô rớt, cuối cùng người ta, ngày chỉ lấy bằng lớp 8 thôi, nhưng mà ngày đi làm giám khảo, thì đi dạy cho mấy anh cha lớp 9. Thầy gái vậy. Mà trong khi ngày Pajutto đó, cái vị bây giờ còn sống, mình thấy hiện giờ còn sống, giờ già lắm rồi, già. Ngày đậu cái bằng nó năm ngày 19 tuổi, cái vị có giỏi động trời còn gì đó, 19 tuổi mà đôi ngày ngày bay của mình mấy chục năm mà chỉ có lớp 8, mà ngày của Pajutto ngày 19 tuổi ngày đậu. Và chính hoàng gia Thái, nó hoàng gia nó chưa có mạnh, mà phải nói là ông vua Thái nó mới mạnh. Chính vua Thái là người tổ chức cái đại lễ mà cho đại lễ, cái lễ thọ đại giới cho ngài Pajutto năm 20 tuổi. Người Thái họ quý là ngài Pajutto. Và những mà ngài giỏi Pali, giỏi Phật học, bằng ngày tiếng Anh ngài lưu loát kinh lắm. Chính những đại học như Stanford hay là Harvard của Mỹ đó là phải mời ngài qua để mà thuyết trình ý. Giỏi mẹ đó, ngài Pajutto. Nhưng mà tại sao tôi quẹo qua chuyện của ngài, là bởi vì tôi nói rằng bây giờ anh có giỏi bằng trời đi nữa, nhưng mà anh vẫn là tăng thọ tỷ kheo. Và cái anh có đó chỉ là kiến thức gọi là sáo vẹt nhồng cưỡng thôi. Anh phải cần đến cái sự hà hơi tiếp xúc của những vị mà họ đã có những cái thành tựu, những cái thực nghiệm, những cái thể chứng trong đường tu học. Cho nên cái tinh thần, một trong những tinh thần quan trọng nhất của tăng đoàn là biết tôn trọng cái người đi trước là trong đó. Bởi vì mình chỉ được cái knowledge, chứ mình chưa được cái experiment. Nhớ nha, cái knowledge nó chỉ là kiến thức thôi, nhưng mà cái thực nghiệm, cái experiment là bắt buộc là phải là năm dài tháng rộng. Mà cái này anh không thể nào mà một sớm một chiều mà anh có được. Mà cái này anh cũng giàu cho anh có giỏi bằng trời đi nữa. À thì đàm anh giỏi bằng trời á, Bali anh giỏi bằng trời, giáo lý anh giỏi bằng trời, nhưng anh là tăng thọ thì cái anh có chỉ là kiến thức vay mượn này, do người ta bơm vào đầu của anh thôi này, chứ anh chưa có thật sự qua cái giai đoạn tiêu hóa, tiêu dung. Nhiều lần tôi xài chữ tiêu hóa và tiêu dung ấy. Chưa. Đây là lý do vì đâu mà anh phải tôn kính những cái bậc trưởng lão, kể cả họ dốc hơn mình, nhưng mà họ có cái trải nghiệm, thực nghiệm, có cái experience, experiment, họ có hai cái đó, nhớ. Còn mình chỉ được cái knowledge, mình chỉ gọi là bap, mình nói ngon lắm, nhưng mà cái thấm thía mà sẵn này tôi xì các vị biết một chuyện rất là quan trọng. Dạch cáo ra xăm cái câu này vô, dạch cáo ra coi vô đóng xăm cái câu này vô. Giỏi bằng trời, nhưng mà cái lời Phật đặc biệt chỗ này, nếu chưa có thực nghiệm thì mình hiểu lời Phật theo cái cách, theo cái chiều sâu của một cánh đồng. Hiểu là nếu mà không có thực nghiệm, chỉ học thôi, dầu thuộc lòng tâm trạng, thì mình chỉ hiểu là Phật theo kiểu, theo cái chiều sâu của một cánh đồng mênh mông, mà nó chỉ maximum tới đầu gối thôi. Lời Phật lạ vậy đó. Thực nghiệm thêm nữa đó, thì mới sâu dần. Cho nên trong chú giải mà Sư Mangala Belasini, chú giải của Trường Bộ nói, lời Phật đi ra từ trí Phật.
Nhớ nha, lời Phật đi ra từ trí Phật. Mà cả hai cái lời Phật và trí Phật giống như biển vậy đó. Tức là tùy thuộc vào cái điều kiện, cái khả năng của mỗi người mà ta biết được bao nhiêu điều bí ẩn về đại dương. Nhớ cái đó. Chứ còn mà mình là một đứa bé mà mấy 4-5 tuổi thì mình ra ngoài biển, mình chỉ có chơi giỡn trên cái bờ cát, nhúng tới mắt cá, rồi khá hơn tí đó, thì bắt đầu mình biết lội hơi xa xa ra qua khỏi đầu khỏi ngực, rồi khá hơn nữa mình biết lướt ván, biết lướt sóng, biết trượt ván đấy, biết đi cano, chơi chơi chèo sấp, stand up paddle, chút đỉnh cho chơi như nhẹ vậy đó. Và phải có một lúc nào đó mình không phải ai cũng có cái khả năng gọi là điều khiển tàu ngầm, lái những cái chiếc cruise cực lớn ở ngoài khơi, không có, không phải ai có khả năng đó, không có. Chúng ta tùy vào cái điều kiện, tùy vào khả năng mà chúng ta biết được bao nhiêu điều về biển cả, thì Phật pháp y chang như vậy đó. Có người biết Phật pháp như là theo cái kiểu của cánh đồng mênh mông mà cạn sợt, có người biết Phật pháp theo cái kiểu cái giếng, có nghĩa là có lỗ đào hoài hoài xuống sâu thiệt, nhưng có đường kính có mét mét hai đấy. Có người biết Phật pháp như ruộng, có người kiến thức như giếng, có người biết Phật pháp như sông, có người biết Phật pháp như hồ, có người biết Phật pháp như biển. Rồi biển nó có nhiều cái vùng biển nông và vùng biển sâu. Nhớ nha, nhớ cho đó nha. Cho nên dòng cái giỏi bằng trời đi nó thì nhiều lắm đó, là mình chỉ là cánh đồng thôi nha. Và đây thì chính là lý do tại sao mà mình phải biết lắng nghe, học hỏi và trên hết là tôn kính những người đi trước. Bởi vì họ có thể họ giống hơn mình về lý ở mình, họ nói không hay bằng có lào lào như mình đâu. Nhưng mà tôi ví dụ thôi, cái chữ chánh niệm, chánh niệm mà nói trên chữ thì đứa nào cũng nói được hết, nhưng mà phải là cái vị mà phải nói là dầm dề với đời sống chánh niệm thì họ mới có được những cái thể nghiệm sâu sắc thế nào gọi là đời sống chánh niệm, họ biết rõ thế nào là cái sự lẫn khuất của năm truyền cái. Lẫn khuất nghĩa là nửa có nửa không. Cái này về mặt lý thuyết thì ai cũng biết năm truyền cái là gì, nó ào ào ào, nhưng mà để nhìn lại cái bản tâm của mình ý, thì biết cái chỗ nào là dục triền, sân triền, hoài nghi, trạo hối, phóng dật, thì cái đó không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Này, có lần đó ngày Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn, lúc đó ngày chưa chứng lại hán, ngày vào ngày thăm nhà Sa Lợi Phật, ngày nói thưa tôn giả Sa Lợi Phật, tôi nếu muốn tôi có thể nhìn thấy cái ngàn vũ trụ dễ dàng như người ta nhìn trái sung trên lòng bàn tay, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa có hoàn tất đạo nghiệp, có nghĩa là chưa chứng lại hết. Thì người Sa Lợi Phất người nói hiện giả nên phân đoạn chỗ này. Hành giả phải biết rằng khi mà hành giả nói rằng tôi có thể nhìn thấy 1000 vũ trụ như là nhìn cái trái sung lên lòng bàn tay, đó chính là cái sự kiêu mạn của hiện giả. Mà khi hành giả nói tuy vậy tôi vẫn chưa chứng thánh, đây chính là cái trạo hối của hiện giả, cái rây rứt, cái băn khoăn, cái thao thức của hiện giả. Cái thao thức băn khoăn đó, cái từ Phật học gọi là trạo hối của hiện giả, cái cúc của cha hiện giả, của hiện giả. Thì ngày nghe nhắc cái kiểu mình mới có xì một câu mà ngày sẽ có phân tích như vậy, ngày hiểu liền, hiểu liền, chứ phải như mình thấy mình hay cái là xong. Nhưng mà không, người ta biết lắng nghe đó là đúng, đó là đúng chính xác. Ngày lui ra là ngày trong vòng tích tắc là ngày chứng quả là không còn gì để làm nữa. Vậy mình phải cần đến những vị mà đi trước mình là chỗ đó, đó. Dĩ nhiên cái người đi trước như ngài Sa Lợi Phất là không còn gì để bàn rồi, nhưng mà có nhiều vị họ đi trước mình, có thể họ hơn mình 1 năm, họ hơn mình 6 năm 10 năm, nhưng mà chỉ cần cái thời gian mà họ giữ giới lâu hơn mình, cái thời gian mà họ tu chánh niệm lâu hơn mình, cái thời gian mà họ có tàm có quý, có niềm tin, có tinh tấn, có chánh niệm nhiều hơn mình, có thiền định nhiều hơn mình, không cần cũng cần nhiều, họ nhiều hơn mình 3 tháng là đã là ngút ngàn sao bạn, ngút ngàn rồi nha. Họ hơn mình vậy đó, mình lắng thì lắng nghe, bởi vì họ hơn mình 3 tháng kinh nghiệm, họ có những cái kinh nghiệm mà sách vở nó có dài đấy. Nhớ là mà nãy tôi kêu xăm là xăm chỗ đó, có nghĩa là bây giờ ghi gọn để dễ xăm này, là cái kiến thức của mình đó, nó theo 5 tháng mà nó sâu hơn, rộng hơn. Nhớ ghi cầu ngắn các bạn, kiến thức của ta luôn luôn theo 5 tháng mà nó thay đổi để nó bị cùng mằng bay biến, hoặc là trở nên sâu rộng hơn là do mình. Biết không, biết ở trong rung là hiểu cái chữ cùng mằng là dao bị lục á. Kiến thức của ta tùy thuộc cái kiểu ta sống
mà theo năm tháng nó trở nên cùng mình hay là sâu rộng là do ta. Và điều đó có nghĩa rằng là cái chuyện ta giỏi dở không quan trọng bằng cái chuyện mà ta liên tục học hỏi, cái đó mới quan trọng. Và đây chính là lý do vì đâu mà Thế Tôn dạy chúng tỳ kheo phải liên tục tôn kính lắng nghe mấy cha đi trước, mấy vị mà trong kinh gọi là Sang Cá Sát Ta Sang Cá Bi Tô, là bậc cha bậc thầy của tăng chúng, thấy gọi vậy đó. Nhưng mà họ là cái như là qua mấy mùa khói lửa, họ là gọi là lính già, họ là cựu binh, lửa đạn đầy mình, thẹo của họ nhiều hơn tuổi đời của mấy anh tân binh. Đấy, mình học họ là mình học cái đó, mình dạy cả họ ra, họ kể từng cái lý do của mỗi vết sẹo đó là đủ để là kinh nghiệm chiến trường máu lửa khỏi đạn của mình nha. Và đằng này mình xuất thân giỏi bị Đà Lạt mình ngon thiệt, nhưng mà chưa anh phải ra ngoài, anh bị nó vừa nó rượt xịt khói, anh phải nằm ở chiến hào ba đêm không dám trội đầu, anh phải bị cái cảnh đó, anh mới khá đâu. Rồi tiếp theo đó là khi nào mà chúng sanh gọi là chúng tỳ kheo mà không có cái lòng mà mong muốn tái sinh, thì chúng tỳ kheo được cường thịnh. Cái này là sao? Có lần đó Thế Tôn đi với Ngạ Nan, có đại chúng tỳ kheo đi chung, đi trên một cái bờ sông, thì người nhìn thấy một khúc gỗ nó đang trôi trên bờ sông đó. Thì Đức Phật ngài hỏi Ngạ Nan, anh Nan ơi, anh Nan nghĩ khúc gỗ này có thể trôi ra được ngoài biển, trôi ra được không? Chư Phật ba đời mười phương không bao giờ mà mỉm cười vô cớ, chứ đừng có nói mà nói một câu mà không có cái hàm ý thâm diệu, không có. Cười mà vô cớ không có. Nói chi là một câu hỏi mà câu nói mà vô cớ, không có. Phải luôn luôn là thâm diệu. Ngày nay khi nghe Phật hỏi như vậy đó, ngày nhanh lắm, ngày Bạch Tôn cũng chưa hẳn. Khúc gỗ này có thể ra tiếng biển mà cũng có thể không thể nào ra tiếng biển. Vì nhiều lý do lắm. Vì bị người ta vớt, vì bị tấp vào bờ, vì bị hư mục trên đường ra biển, bị nước xoáy, bị mắc cạn, bị người ta vớt. Rồi này còn thêm là bị phi nhân vớt nữa. Có. Trong kinh nói những cái loại mà châu báu, ngọc ngà, danh mộc gỗ quý, hương mộc gỗ thơm này, là phi nhân nó thích lắm. Có nhiều khi mình tưởng có loài người mình thích trầm, nhưng mấy cái loài phi nhân, phi nhân thấp, mấy loài cạc thạc bà đâu đó, mấy địa cư rồi khoái cái đó. Cho nên đây là lý do vì đâu mà những chỗ nào mà có quý kim bảo thạch trầm hương là thường có phi nhân là chỗ đó, đó cũng khoái như mình vậy đó. Cho nên cũng có trường hợp họ thấy nó quý họ vớt. Thì ngày nay nó Bạch Thế Tôn, nếu không bị người vớt, không bị phi nhân vớt, không bị tấp vào bờ, không bị hư một giữa dòng trên đường đi, không bị nước xoáy, không bị, thì Bạch Thế Tôn nếu mà không bị mắc vào mấy cái này nè, thì khúc gỗ có thể ra tới biển. Được Phật ngài dạy này các vị khác cũng vậy đó. Trên cái hành trình tu học giải thoát, thì vị tỳ kheo nếu mà không mắc vào tám cái điều kiện, tám cái trở ngại sau đây, thì vị nó có thể có hy vọng chứng đạo giải thoát. Thì tám điều đó là gì? Là tấp vào giống như khúc gỗ vậy đó, tấp vào bờ này, tấp vào bờ kia, rồi không bị ai vớt, lại không bị mục ruỗng giữa dòng, không bị nước xoáy, không bị mắc kẹt. Thì ngài mới giải thích tấp vào bờ này, tấp vào bờ kia là sao? Có người bị kẹt ở trong sáu trần, có người bị kẹt ở sáu trần, có người bị kẹt trong sáu căn. Kẹt trong sáu trần là gì? Thích nghe này, thích ngắm cái kia đó, thì cái đó được gọi là kẹt trong sáu trần. Cái bên ngoài đó. Còn kẹt trong sáu căn là sao? Coi cái cục thịt này nè, quá nặng. Coi cái cục này quá nặng, coi cái mạng của mình nó quá nặng. Đó gọi là chấp trong sáu nội xứ. Và cái nữa là không có tấp vào này, có một cái không có bị mục giữa dòng, có nghĩa là sao? Là không có bị là một cái niềm đam mê nào, không có bị một cái niềm đam mê nào mà nó gì bị dính một cái đam mê nào là thoát nổi. Rồi cái nữa là không có bị chư thiên vớt, không bị loài người vớt là sao? Khúc gỗ mà không bị người vớt, không bị chư thiên vớt, là không bị người vớt, nghĩa là vị tỳ kheo không có bị những quan hệ với cư sĩ, với hàng tục gia, buồn vui với họ, vui theo cái vui của họ, buồn theo cái buồn của họ, đầu chọc đắp y mà cứ lăn xăng sống theo mấy cái đám có tóc không, thì nó gọi là bị người vớt. Này ăn alo, con khỏe không, dỗ của ngoại, rồi sinh nhật của má, rồi tân gia của chị sao, rồi thầy về thầy thăm, rồi đó là thua, cái đó được gọi là bị người vớt. Này, còn bị phi nhân vớt là sao? Này, chính là chỗ này, right here.
có nghĩa là vị đó đi để xuất gia sống đời phẩm hạnh, nhưng mà có cái lòng mong về cái cõi này cõi kia đó. Đấy, nghe nói dạ ma đấu sức nội điện tùm tà la, đấu sức nội viện, thì cái đó không được. Nghĩa là đủ duyên chứng thánh, còn nếu không có duyên thì cái thiện nghiệp nó đưa mình đi đâu, cái công quả tu hành nó đưa mình đi đâu là chuyện của nó. Nhưng mà trong lòng một tỷ kheo cầu giải thoát dứt khoát, không có thiết tha mong về cõi nào hết, không mong mỏi, chỉ dốc lòng tu học như là trong Tương Ưng cái Phật dạy, dốc lòng tu học như là một người mà bị lửa nó cháy trên đầu, trong cái khay, trên khăn, là bằng mọi giá cứ phủi, không nghĩ chuyện gì hết, chỉ nghĩ sẽ phủi cái lửa nó cháy trên đầu mình thôi, mà cứ bị tưởng cháy đâu chứ cháy. Người ta nói nước sôi mà đổ vô trong quần đó là mình thấy đã khủng rồi, này lửa cháy trên đầu đó, làm sao mà không nhảy tưng tưng được. Người ta cứ tu hành là bằng cái tâm trạng của người mà bị lửa cháy trên khăn quấn đầu ấy, cứ tập trung như cái đó thì lúc đó không có nghĩ đi về cõi nào, làm cái loại nào hết. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên cái chỗ này nè, khi nào chúng đi theo không có thiết tha để đi về cái cảnh giới nào đó, thì lúc chứ giúp đi theo mới khác. Mình đọc pháp qua mình thấy mình cũng hiểu mà không có sâu, mà cái này nó sâu nè. Còn có lòng mong về cái cõi nào đó, có nghĩa là anh chưa có thấy được cái thân này là khổ, anh chưa có thấy cái sự trầm luân sinh tử nó là gánh nặng, nó là của nợ, anh chưa có thấy. Mà nếu một cái tăng đoàn hay là một cá nhân, mà không có xem cái cứu cánh giải thoát là ưu tiên một, thì tăng đoàn nó khác. Còn mong cõi này cõi kia là chuyện khác. Và cá nhân nào còn bị vướng kẹt trong một cái ước nguyện như vậy đó, thì cái sự tu học của cái cá nhân đó nó chưa có rốt ráo được. Đấy. Mà sự tu học mà nó chưa rốt ráo thì trước hết là bản thân mình, thứ hai là một tăng đoàn mà gồm quá nhiều những vị chưa rốt ráo thì tăng đoàn nó cũng có vấn đề. Đấy, nghe kẹt nha. Mình chốt lại cái này là cái gì? Ngày nào mà mình chưa có xem nặng cái cứu cánh, coi trọng cái cứu cánh giải thoát, thì có nghĩa là mình chưa rốt ráo, mình mới còn có cái lòng mong mỏi tái sinh. Và còn mong mỏi tái sinh nghĩa là cái lòng tu chưa rốt ráo. Mà cái lòng tu chưa rốt ráo thì bản thân mình có vấn đề, và tăng đoàn có mình á, tăng đoàn nó cũng có vấn đề. Nè, nhớ cái đó, có để sâu lắm. Cho nên đây là lý do vì đâu mình phải sống chánh niệm. Sống chỉ có cái người sống chánh niệm mà cộng với kiến thức giáo lý, luôn luôn tôi luôn luôn nói pháp học và pháp hành. Pháp hành tức là pháp học giáo lý đó, còn pháp hành tức là sống chánh niệm. Phải luôn luôn có cái này thì mình mới thấy được cái sự hiện hữu của tâm thân này. Thật sự nó là một gánh nặng đáng sợ, nó nặng lắm. Ngồi yên nó việc, ngồi yên đừng có làm nhé, ngồi yên nè. À, bây giờ hiện giờ mình làm, mình chơi 5 phút thôi, mình ngồi yên mình thấy này nó nặng thiệt. Ngồi yên cũng là nó mỏi mắt, nó mỏi lưng, rồi nó nực, nó ngứa. Rồi mình nhìn mình để ý cái bụng mình, cái mình để ý cái bụng mình nó cũng có vấn đề, cái eo, cái lưng mình cũng vấn đề. Cho nên cái pháp môn mà thọ quán niệm xứ của ngài Quan Ca là scan, tức là quét. Mình quét từ dưới chân, mình quét lên, mình quét đâu vấn đề đó, quét đâu là đụng đó, quét đâu là có chuyện đó. Mà bình thường mình tưởng mình vui, mình sướng, mình đứng bên bờ hồ gió lồng lộng, mình vui quá, mình tưởng trời ơi, mình có cái thân thì nó đã quá, nhưng rồi đang thất niệm thấy nó đã. Chứ nếu lúc đó mà khép mắt lại không để chánh niệm, sẽ thấy cái thân này, thân tâm nó đang có vấn đề. Cái tâm mình luôn luôn phiền não nhiều hơn là thanh tịnh. Cái tâm luôn luôn là bức bối rây rứt cái tâm mình, không thích cái này thì bất mãn cái kia này. Còn cái thân mình là nếu mà chánh niệm thấy nó nhiều vấn đề, tại vì tuổi trẻ trong kinh kêu là vua mà, có nghĩa là cái sự là tự mãn tự đắc với cái sức khỏe, với tuổi trẻ của mình thấy mình ngon, mình mạnh không. Chứ còn thực ra là ở tuổi nào mình cũng có thể bị trọng bệnh, ở tuổi nào mình cũng có thể bị đột tử hết, ở tuổi nào mình cũng có thể bị tai nạn hết. Và cái đó chỉ có niệm và tuệ liên tục thì mới có thể thấy được cái mạng sống mình nó mong manh, và nó luôn luôn là đối diện với 1 tỷ vấn đề. Đấy. Và lúc đó mình mới thấy cái chuyện mà tái sinh nó là cái đáng sợ. Bởi vì chỉ cần mà tắt thở rồi, khi mà mình muốn về trời nghĩa là mình chưa muốn giải thoát, đúng không? Muốn về một cảnh giới nghĩa là mình chưa muốn giải thoát. Mà khi mình chưa muốn giải thoát nghĩa là mình muốn tiếp tục làm phàm, đúng không? Và khi mình muốn tiếp tục làm phàm và tiếp tục nghĩ rằng mình chưa đủ duyên để chứng thánh,
Cái đó là cái bậy luôn luôn. Không nên kiêu ngạo nghĩ mình ngon, nhưng cũng không nên tự ti để nghĩ mình không có khả năng chứng. Cả hai cái này cũng bậy hết. Tự mãn, tự đắc, tự kiêu, tự căng, tự tôn, tự đại, cho rằng ta là ngon lành là bậy. Nhưng mà tự ti mặc cảm để rồi buông xuôi, sống bằng cái tâm thức tiểu thừa này, tiêu nha bệ chủng mạ khô giống túi, không nên. Mà cứ thẳng đường mà đi, cứ luôn luôn niệm câu này: đủ duyên đi luôn, không đủ duyên thì chính cái công quả tu hành nó đẩy mình đi đâu là kệ chuyện của nó, mình cứ con đường mình đi thôi. Đấy. Nhưng mà đặc biệt không có ý quanh quẹo với mình, cứ nhớ thế này: còn cầu tái sinh dầu về cõi nào, có nghĩa là còn chấp nhận cái rủi ro sinh tử. Mà rủi ro sinh tử là gì? Là đọa lạc. Ghê như vậy đó, nghe nghe, cái rủi ro sinh tử là gì? Là sự đọa lạc. Cái chủng tử đọa lạc của mình nó luôn luôn nó mạnh hơn cái chủng tử mà giác ngộ, luôn luôn nó mạnh hơn chủng tử mà lạc cảnh. Lạc cảnh là vẫn là nhân thiên đấy, nhớ cái đó. Cho nên còn mong tái sinh là còn là đương đầu chấp nhận này, những cái rủi ro sinh tử này, nhớ cái đó. Và khi nào chúng đi theo mà thích sống một mình ấy, độc cư ở rừng núi, thì lúc thì chúng là chỉ tỷ kheo thịnh. Cái này mình đọc pháp và thấy nó cũng thường lắm, nhưng biết mấy giờ đó, không biết khổ. Nó giảng đúng giờ chứ mà giảng dư quá nó cũng giảng miễn phí mà giảng cái nó bị lố giờ rồi. Mình ngu thì mình giảng thôi, để kỳ sau giảng tiếp. Cái này hay lắm, cái này hay lắm. Ok, chúc các vị một ngày vui, và mong là bà con là chưa thọ tỷ kheo thì thu xếp của lục thọ tỷ kheo, và nếu mà mình là cư sĩ mình không muốn thọ giới thì ít ra cũng nên nhớ rằng mà những cái pháp bất thối này Thế Tôn